Cùng lúc đạo tôn lão gia giải cứu thế giới, sơn hải giới của chúng ta bên này đã qua 3 ngày. Vì chăm sóc việc tu luyện và ăn ở và của biệt tiểu bạch, xuyên sơn tộc và thổ linh tộc đặc biệt xây một căn phòng đá gần tượng thiên hồ thần nhất. Tiểu bạch dưới sự chỉ dạy của đại tỷ vô lượng đã bổ sung hết rất nhiều chi thức liên quan đến nhập môn tu hành, vận dụng công pháp, các cảnh giới chư thiên và các lễ nghi thần thú. Đại tỷ vô lượng giảng bài quen dùng sự tích nhân vật làm ví dụ, giống như kể chuyện. Chính vì vậy, lúc nghe giảng tiểu bạch không chỉ không có lười biếng, mà mỗi ngày còn vô cùng nghiêm túc làm bài. Chỉ là chữ quá xấu, viết gì chắc là chỉ có bản thân nó mới đọc được. Mà ngoài kiến thức lý thuyết ra, dưới sự chỉ dẫn của đại tỷ vô lượng, tiểu bạch thông qua hấp thụ linh khí trên linh thạch thiên hồ tu luyện cửu mệnh luân chuyển pháp lão gia kêu ta giao cho, linh lực tăng rất nhiều so với trước kia, đúng là đáng mừng. Hả? Các ngươi hỏi ta là ai sao? À, là như vậy. Mẹ ta theo đạo tôn lão gia ra ngoài rồi, cho nên lần này do ta hệ thống yêu thần chư thiên phụ trách. Sư nương người xem, trước đó còn chỉ là cá ná hay là viên bi nhỏ nhỏ thôi, bây giờ con đã có thể ngưng tụ linh lực thành cây cung như vậy rồi. Ngươi là đệ tử của A Dạ, làm được trình độ này là chuyện đương nhiên, không có gì để kiêu ngạo cả. Thời gian chính thức tu luyện còn chưa tới 2 ngày, chỉ dựa vào hấp thụ linh khí từ khối linh thạch kia đã đạt tới đỉnh phong làm cực cảnh. Tốc độ này quả thiệt là nhanh tới mức khó tin. Khả năng khống chế đối với sinh linh cộng thêm thần lực được truyền từ đời đời. Theo lý mà nói, thiên phú của nha đầu này thích hợp tu luyện thuật pháp quyển thuật nhất. Đáng tiếc quyển thuật không phải sở trường của ta. Bỏ đi, chỉ là thay A Dạ chăm sóc một thời gian thôi. Đồ đệ của hắn vẫn là để cho hắn quay về tự dạy đi. Khâu Nhi tỷ tỷ, đi dạy đồ. Bành bành. Dạ dạ kêu tỷ qua đó, hình như là đã đào xong địa đạo rồi. Được, ta tới ngay. Wow, lớn quá. Thời gian ngắn như vậy đã có thể đào được địa đạo như vậy, mọi người quá lợi hại rồi. Khâu Nhi điện hạ quá khen rồi. Chuyện đã đồng ý với điện hạ, hai lão già chúng tôi nhất định hoàn thành tốt. Thực ra địa đạo này đã đào xong từ hôm qua rồi, chỉ là tốn không ít thời gian thiết lập đường ray và lắp ráp pháp khí. Lắp pháp khí sao? Đúng vậy, không phải trước đó điện hạ nói có chuyện quan trọng cần tới cực nam sao? Đúng vậy. Địa đạo này tuy đã đào thông, nhưng nếu chỉ đi bộ sẽ là tốn không ít thời gian mới có thể qua được Gia Lăng Quan. Vì vậy chúng tôi đã chuyển đá ở các đường ray khác tới đây, trải dài tới lối ra vào của địa đạo. Đồng thời còn tạo một địa xa đặc chế. Đầu địa xa có gắn một pháp khí gia tốc linh lực mà lão tìm được trong linh thuyền bị rơi trước kia. Chỉ cần đưa linh thạch vào địa xa là có thể tăng tốc. Có nó, lộ trình vốn dĩ cần 3-4 ngày mới đi hết, bây giờ chỉ cần khoảng 1 ngày là điện hạ có thể vượt qua Gia Lăng Quan rồi. Pháp khí trên linh thuyền, vậy nhất định là rất quý giá đúng không? Ừ, địa cung chúng ta có không ít đồ cần dùng nó, có thể coi là bảo vật trân quý nhất ngoài linh thạch trên tay thiên hồ thần đại nhân rồi. Nếu như vậy, mẹ và tiểu di trước kia dạy ta không thể lấy không của ai thứ gì, sư phụ cũng nói phải trao đổi công bằng. Ta thấy chỗ ta còn không ít bảo bối, pháp khí kim tử linh thạch đang dược, hai vị gia gia có muốn không? Đừng, điện hạ nói gì vậy chứ? Điện hạ, hai chúng tôi không có ý đó. Thổ linh tộc và xuyên sơn tộc chúng tôi đều không phải yêu thú mạnh mẽ gì, có thể sống được tới ngày hôm nay đều là nhờ vào sự bảo vệ của thiên hồ thần đại nhân năm đó có thể giúp được thiên hạ, góp sức cho thiên hồ tộc, đã là vinh hạnh của hai tộc chúng tôi. Điện hạ, ngài cứ coi như chúng tôi báo đáp nhiều năm nay đi. Sự che chở của thiên hồ tộc đối với chúng tôi và ân cứu mạng trước đó của điện hạ với xuyên tộc sơn này. Và cứu địa xa, và điều chỉnh đường ray còn khoảng một canh giờ nữa. Thời gian này điện hạ và bành bành với vài bạn nhỏ thổ linh tộc cứ chơi đi. Vậy được thôi. Cứ cảm giác xuyên sơn tộc và thổ linh tộc giúp đỡ ta nhiều như vậy mà cứ nhận thế nào có chút kỳ kỳ. Nhưng mà nếu hai vị gia gia đã nhớ như vậy rồi, vậy thì cùng bành bành bọn họ chơi một lát đi. Dù hai trong túi còn có rất nhiều bánh lúc xuất cung, tiểu di dắt vào. Gọi tất cả xuyên sơn tộc và thổ linh tộc qua đây, coi như yến tiệc báo đáp mọi người thay ta đào địa đạo. Khoan đã, sư nương. Linh lực trong cơ thể ngươi đã đạt tới trạng thái sung mãn,
nhưng còn có thời gian ngưng tụ ra nội đan đi. Hả? Bây giờ sao? Con nhớ những gì ta nói hôm qua không? Đương nhiên, con đã ghi chép lại rồi. Sư Đương nói tu sĩ nhân loại ngưng tụ linh hải, thần thú chúng ta thì ngưng tụ nội đan. Cho dù là linh hải hay là nội đan, chúng đều là bộ phận quan trọng tích trữ linh khí của chúng ta. Màu sắc của nội đan quyết định giới hạn linh lực. Không sai, theo ta biết, ba vị sư tỷ của ngươi đều ngưng tụ ra linh hải kim sắc đỉnh cấp nhất, là đồ đệ của ai dạ? Ngươi cũng phải ngưng tụ ra nội đan kim sắc tương ứng với linh hải kim sắc. Sư Nương, nếu con ngưng tụ ra tử sắc hay lam sắc thì phải như nào? Nếu là màu sắc khác, ta sẽ đích thân đánh vỡ kinh mạch toàn thân con, sau đó tái tạo lại để con bắt đầu tu luyện lại, cho tới khi ngưng tụ ra kim sắc thì thôi. Đánh vỡ, tái tạo, chị hát không phải thất bại cũng không sao, còn có rất nhiều cơ hội sao? Tỉnh táo lại đi, kinh mạch đứt vỡ sẽ đau tới mức phải chết đi sống lại, ta hồi phục cũng rất bất công. Tiểu quỷ nhà ngươi tốt nhất đừng bắt ta phải làm tới mức này. Phẩm chất của nội đan liên quan tới con đường tu hành trong tương lai của ngươi đi được bao xa. Nghĩ đi, Bạch Thanh Khâu ngươi là công chúa thiên hồ, là quốc quân tương lai của Thanh Khâu. Nếu ngươi đủ mạnh, cần gì phải bỏ nhà Dược Sơn hải giới tìm diện quân, đối phó đám tạp nham kia, đâu cần dùng cho tự bạo pháp khí, trực tiếp đánh tan hết là được. Vấn đề của bản thân ngươi đã được chữa, đã không còn là phế vật không thể tu luyện trước kia nữa. Đừng có lúc nào cũng suy nghĩ lung tung, muốn dựa vào người khác, dựa vào mấy trò giặc cảnh. Nhớ kỹ, trên trời này chỉ có thực lực cường đại mới là căn cơ vững nhất. Chỉ có bản thân cường đại mới có thể bảo vệ được những gì người trân quý. Bỏ qua mặt mũi của sư phụ ngươi không nói, vì chính bản thân ngươi, ngươi cũng phải luyện ra nội đan kim sắc. Con hiểu rồi, vừa nãy con chỉ đùa với sư nương thôi. Sư phụ từng nói con là thiên tài, nếu các sư tỷ đều là kim sắc, vậy con cũng không thể thua kém được. Ừ, vậy bắt đầu đi. Đó là Điện Hạ đang ngưng tụ nội đan đột phá linh hải cảnh ở chỗ chúng ta. Rất tốt, trực tiếp vượt qua giai đoạn lâm sắc, nội đan bắt đầu từ tử sắc luôn. Kim đan đã thành khuôn, tiếp theo chỉ cần giữ linh lực nén lại thành hình. Màu sắc linh lực thay đổi rồi. Bạch sắc, kim đan dị biến, trong linh lực có khí đức thần hồn. Thì đó là vậy, dù ý thức hợp hai loại sức mạnh lại sao? Hồ Ly ngốc, không phải cũng rất giỏi hay sao? Hả? Ngưng tụ nội đan, phá cảnh là kết thúc rồi, nhưng linh lực và khí thế vẫn đang tăng lên, nha đầu này. Nó muốn lợi dụng linh khí của linh thạch đột phá thần phách cảnh. Lời thô tục thần thú ngữ, tiểu quỷ này to gan quá rồi. Tuy nói linh khí của miếng linh thạch này đủ để nó đột phá, nhưng nó vừa ngưng tụ nội đan, tốc độ chuyển hóa linh lực theo kịp sao? Hả? Sao đột nhiên có động đất vậy? Quy áp không đúng, đột phá thần phách cảnh sao lại dẫn tới thứ này chứ? Không thể để nha đầu này bị làm phiền, phải đi xác nhận thôi. Giống còn tưởng là quá thân dung khí quá lâu không bảo dưỡng, linh kiện bên trong lão quá dẫn tới phán đoán sai lầm. Không ngờ thiệt sự dẫn tới thứ này rồi. Thiên đạo thế giới này. Giới thiệu chấp sau. Âm thanh vừa nãy là từ chỗ này truyền ra. Đây là pháp khí sư phụ đưa trước lúc đi. Hình như nó tên là quy gì đó cơ, là pháp khí thông tấn. Pháp khí thông tấn sư phụ để lại. Pháp khí thông tấn sao? Tiếng tông Tân Nguyên ca. Từ chối. Nghe máy. Nó lại gian nữa rồi. Sư tỷ gọi tới. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.